Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân đang trong đời và trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi, biết đâu ông Gioan lại chẳng là Đấng Messia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng: phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa. Rồi đang khi người cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình dáng chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán rằng: con là con yêu dấu của cha, cha hãy lòng về con. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, khi nói đến lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, có lẽ những anh chị em lương dân hay chính người Kitô hữu chúng ta tự hỏi: Chúa Giêsu là Thiên Chúa mà tại sao chịu phép rửa? Và lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay cho chúng ta thấy hai hình ảnh của phép rửa. Phép rửa thứ nhất của nói đến phép rửa của Gioan là nói đến sự sám hối, lời kêu gọi con người sám hối để tẩy xóa vết nhơ tội lỗi mà tông truyền của chúng ta đó là Adam và Eva để lại. Cái phép rửa thứ hai nói lên điều gì? Đó là hình ảnh Chúa Giêsu chịu phép rửa nói lên sự khiêm hạ, sự khiêm nhường, và chính Thánh Thần tác động Chúa Giêsu, và đồng thời cũng nói lên sự khiêm hạ và khiêm nhường đó dẫn đến sự vinh quang và cái chết bằng phép rửa, bằng giá máu trên thập giá của con Thiên Chúa. Ý nghĩa của ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa muốn toát lên điều đó cho mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta đón nhận phép rửa qua hình ảnh của Gioan thì chúng ta được mời gọi sám hối, sửa đổi tâm hồn của mình, sám hối để quay trở lại với Thiên Chúa, và đồng thời hoán cải cuộc đời để trở thành một con người tốt với một tâm hồn trong sáng, đơn sơ và khiêm nhường như ngôi lời nhập thể con Thiên Chúa làm người hạ mình xuống. Và sự hạ mình qua phép rửa nơi Chúa Giêsu đã ngài đồng hóa với tội nhân là mỗi người chúng ta, sẵn sàng đồng hành với tội nhân để rồi thanh tẩy tội nhân, để họ trở nên áo trắng tinh tuyền trước mặt Thiên Chúa. Hình ảnh phép rửa cũng gợi lên cho chúng ta thấy rõ, ngay từ thời nguyên thủy, Thiên Chúa đã tạo dựng con người của mình một cách đơn sơ trong trắng. Thế nhưng vì sự ích kỷ, sự kiêu ngạo mà tổ tông của chúng ta đáp hạm giới luật của Thiên Chúa, để rồi chính cái tội đó được lưu truyền cho chúng ta đến ngày hôm nay. Vậy thế muốn gia nhập giáo hội, muốn vào đại gia đình của Thiên Chúa thì chính chúng ta phải đón nhận phép rửa. Phép rửa không chỉ bằng nước để nói lên sự sám hối, mà phép rửa bằng Thánh Thần. Ngọn lửa Thánh Thần soi sáng đốt lửa tâm hồn của mỗi người chúng ta, để rồi chính mỗi người chúng ta trở thành hình ảnh của con Thiên Chúa, một hình ảnh tuyệt đẹp về Thiên Chúa tạo dựng ngay khởi đầu, đó là sự hiệp nhất, sự bình an và sự yêu thương.
một giáo hội sống yêu thương. Và có người sống yêu thương thì mới đó là thực thi phép rửa và thực thi lời Chúa, sống đạo yêu thương giữa lòng đời. Vâng, thưa anh chị em, đôi điều dính nhập đó để đời xin chúng ta, những người Kitô hữu đích thực đã đánh nhận phép rửa, chúng ta nhìn nhận lại cái đức tin của mỗi người. Đức tin không chỉ qua phép rửa, mà đức tin phải đi đôi với sự hành động. Hành động ngay từ trong gia đình, trong việc giáo dục đức tin cho con cái. Đó là cha mẹ luôn làm gương về đời sống đạo đức. Năm nay giáo hội mày gọi chúng ta đồng hành với những gia đình đau khổ. Chắc chắn gia đình chúng ta không thoát khỏi cái cảnh đau khổ của cuộc sống. Nhưng hãy chấp nhận nó để rồi thay đổi bản thân mình, nhìn nhận sự thật về chính mình. Mình là con người yếu đuối, tội lỗi, bất toàn trước mặt Thiên Chúa. Thì con hãy nhận lấy khuyết điểm đó một cách khiêm nhường để con thay đổi bản thân con, để làm gương cho chồng con, cho vợ con, cho con cái, giáo dục con cái luôn sống đức tin một cách vững mạnh, trở thành hoa trái và hương thơm tốt lành của Chúa, để có ích cho chính giáo hội, cho xã hội mà con đang sống ở đây. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa mời gọi chúng ta điều đó. Để rồi xin mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy nhận phép rửa bằng giáo máu cứu chuộc của Chúa. Đó là nhờ Chúa Thánh Thần soi dẫn để chúng ta hoán cải bản thân, để chúng ta hướng dẫn con cái mình nhìn nhận đâu đó là sự thật, từ bỏ đi sự gian dối, sự giả dối trong con người. Đâu là sự công bình, phải biết sống công bình với anh em, công bằng với anh em. Và đâu là sự dấn thân phục vụ Chúa để cứu rỗi các linh hồn. Phục vụ gia đình là phục vụ cho giáo hội, cho xã hội. Thì những thứ đó đưa chúng ta đi vào con đường của sự bình an, tâm hồn được thảnh thơi ở bên Chúa. Và ở bên cạnh cái ác êm ái của Chúa, chúng ta mới cảm nhận được rằng tôi được tăng thêm sức mạnh để rồi tôi sống dấn thân, sống rao truyền lời Chúa và thực hành trên lời Chúa cho anh chị em lương dân và anh chị em chung quanh nơi tôi. Với niềm tin vào phép rửa, giờ đây chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin. Tại sung giống đông khi Gioan đang làm phép rửa, này chính Đức Giêsu đã lên tiếng từ hội phu nhân. Gioan chợt nhìn người đăm chiêu lòng bồi hồi, rồi thốt lên: đây là chi ân Thiên Chúa. Người đến xóa tôi trần gian, người đến mặc dù sâu tôi, nhưng người hằng có chương tôi. Kìa thân trái đóng mát, thánh thân được rửa trên người, dài tại sung rống đông, xin Gioan chịu toàn phép rửa, làm dấu chứng tình thương theo thân ý nhiệm màu của Chúa.
cha. Thống chia phận làm người, vậy mang tội người đời. Nguyện hiến thân cây màu trời đất mới, là đấng cứu độ chân gian. Người đến giữa hôn nhân gian, trên bằng thần kỳ lửa thiêng. Kia tâm trời đọc mắt thanh thân như xuống trên. Tin vui truyền mọi miền, tiêu tan ngàn buồn phiền. Bừng cháy lên lửa tình yêu vô biên. Lạy Chúa trên muôn tình thương, nguồn thương tình người muôn phương. Đấng trời cũng tán dương.